Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn những con cá cảnh kỳ nhông, những con cá cảnh kỳ nhông nước, những con khủng long sáu sừng. Hiện tại thì đây là những con cá mình đang nuôi, thì con này nó hai con này thì to nhất ở trong cái hồ của mình là hai con này là hai con mái, dạng hay là hai con cái, nên là mình cần phải có một con gọi là con trống hay là con đực ạ. Đây là hai cái con này, cái màu nó khác nhau ha. Một con là Adubino, mà sao cái mắt của cái con này nó cũng màu hơi màu vàng ha, chứ không phải là màu đỏ. Còn con này thì con này nó màu nó hơi vàng này đó. Ăn lên. Buổi sáng chắc là nó mệt. Mình ăn là cho nó ăn nó dễ dàng hơn thôi. Thì hai con này là hai con mái, nó ở cái phía sau của cái chân, hai chân sau của nó không có cái, nếu mà coi con trống ấy thì nó có dạng nó lồi ra một đoạn là mình nhìn thấy nó rõ hơn à. Con này hai con mái, còn đây là có con là một con trống ở đây thì mình nhìn thấy nó với hai cái chân, hai chân sau của nó nè, là nó lồi lên đây, mình thấy rõ nè đó. Như con này còn nhỏ của mình nè, em mà mình zoom lại mình thấy nó tinh mắt á, mình nhìn nó tinh mắt thì mình có thấy được. Hiện tại thì con này thì cái tay của nó là nó đang dần mọc ra đấy. Nó bị cụt cái tay bên phải đấy, nó đang mọc ra, đang mọc dần ra. Mình phải cho nó ăn cho nó ăn mà. Cái tay, hai cái tay trên của nó thì một cái tay này nó bị cứng này. Đấy. Nó giống như là nó không có cử động được, nó bị cong như này này, còn một cái tay này nó bị cụt này, nên là nó đang mọc lại này. Bên nó có bị tật giống như cái tay bên trái này, con này thì nó rất là nhỏ. Trước mình mua một lần mình mua nó 4 con cỡ này ha, nhưng mà 3 con kia nó mất rồi. Nó giống như nó vài ngày mình nuôi vài ngày mà nó không có ăn được á, nó mất luôn. Chỉ còn đúng một con này thôi. Hiện tại thì ở Nhật thì đang vào mùa thu á, nên là cái nhiệt độ của mấy con này rất thích hợp, tầm mười mấy độ. Cho nó ăn á thì mình mớm nó ngay khoảng cái miệng của nó thì nó rớt ra được, ăn cái viên nhỏ. Thì trước mình cho nó ăn một cái viên bự đó mà không, nó cũng ăn được á, mà
nhiều khi nó to quá nó không có nuốt được, nó nè ra. Giờ thử mình để cho một cái viên bự vào nó ăn này. To bằng gần bằng cái mặt nó là nó không ăn được. Bẻ đôi nó ra nó may ra. Là 1/3 một cái viên đó mọi người. Giờ nó ăn quen cái viên nhỏ rồi, trước mình thỉnh thoảng mình cho nó ăn cái viên bự mà nó lại không ăn. Mấy viên nhỏ mình muốn làm đứt nó cực á. Mà viên nhỏ nó vừa cái miệng của nó, vừa cái kích cỡ size của nó này, nó rất là dễ ăn à. Còn mấy cái viên lớn á thì nó tầm mấy con này nó ăn được. Đây mình sẽ cho nó ăn thêm một cái viên nhỏ đây rồi. Mấy con này nó thích ăn những con trùng chỉ đó, mà dạo này đi ra tiệm Nhật á mà nó ngoài tiệm họ vẫn không có bán, cái mùa này không thấy bán. Con là ngồi đèn, con này con trống đực ấy. Loại tí nhông này thì nó gọi là con trống hay là con đực à. Chứ như những con cá thì thường là, nếu con cá thì thường gọi là cá trống cá mái. Sáng nó cho con này nó mấy con này nó cũng kén ăn lắm, đưa cái miệng của nó không thèm ăn luôn. Đây là hai con nhông quay từ trên quay xuống nha, nhìn nó cũng rất là, nhìn nó giống như những con thằn lằn. Nhìn ở trên thì trên quay xuống thì mình thấy bình thường thì mình cho nó ăn đó, thì mình nhìn từ trên nhìn xuống này mình cho nó ăn này. Tại vì mình cái hồ mình nó to nên là mình nhốt nó vô những cái này, tại vì nó không phải như những con cá thì mình nó không có bơi lội thường á. Chỉ cần nhốt nó trong một cái không gian vừa đủ để cho nó xoay sở là được. Mình để vô trong cái hồ lớn quá thì nó không có. Mỗi lần mình cho nó ăn rất là cực, nó không tự đi kiếm mồi được. Mấy con này á mình đầu hầu như là ngoài tiệm mình mớm cho nó ăn, còn không là mình để trong cái hồ lớn á thì mình phải mua những con cá con á, là những cái mồi cho nó ăn, thường nó đi săn mồi mỗi ngày.
Còn bình thường mình nuôi như này mình ăn cho nó ăn những cái thức ăn dạng viên á, mình phải thả, mình phải để nhốt như ông này, mỗi lần mình cho nó ăn mình rất là nhàn thôi. Buổi sáng á, thì hai con này nó ăn như đây, là mình quay cận cảnh cho mọi người xem. À, con này thì nó to nhất đây. À, con này lúc mình nuôi nó còn nhỏ lắm, nhưng mà được nửa năm rồi đó, giờ nó to bằng cái này. Còn con này thì nhỏ nhất ở trong đây. Đó, cái tay của nó bị cục á, vẫn nó bơi lại, vẫn chưa có được, nó đang mọc lại, nhưng mà chắc phải tầm 2 tuần nữa nó mới đầy đủ hơn nữa. Mới ló ra một nửa cái tay của nó thôi. Còn đây là con màu vàng ha. Đấy. Nó chứ nó chỉ bơi như này thôi, nó không phải bơi nổi như là những con cá được. Nó giống như là gần như là giống như loài bò sát ấy, ở dưới hồ, trên đất liền, nhưng mà đây nó sống trong nước, hầu như là nó nằm cạn ở dưới đáy hồ. Em khi nằm ngang như này để mình coi ngang của cái hồ đó. Giờ nó to, mấy con này nó to, sắp đến cái mùa mà nó mùa này tầm vào mùa đông á, trời lạnh, thời tiết lạnh như là nó là cái mùa nó đẻ trứng là nhiều. Để xem giờ mình cho nó ăn rồi xem cho con ăn, con ở trên ăn rồi. Nó ăn mỗi lần ăn là nó đu với người lên. Đúc nó tận miệng như vậy nó không thể bao chịu, mà ăn quả đó mày luôn chứ sao giờ. Tại vì những cái viên này á, để trong đây tầm khoảng một nửa phút hay là một phút mà nó ăn rồi đấy, mà nó không ăn thì nó mềm đi, nó dễ làm cho mình hư cái hồ cá, dễ làm hư dơ cái nước.
đút ngay vào cái tầm miệng của nó mà nó phải muốn ăn thì nó rất là dễ dàng ăn. Còn cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip về những con cá cảnh khi nhông nước của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video theo. Bye bye.